nở cành xanh ngọn nước có nguồn bể cả người ta sinh trưởng bởi đâu gốc là tiên tổ ơn sâu rõ ràng sinh ra con cháu quê hoè thịnh vượng thọ trường vương anh hôm nay nhân tiết ngày lành cháu con thiết tâm thành dâng lên chim tung cánh nương nhờ có tổ ngậm trần hoàn trăm họ gian lao nhớ cầu bách điều quý sao nhớ câu bách điều quý trăm mi khe ngàn suối dồn vào một sông ơn tổ tiên vun ni trồng công đức tụ tinh thần phăng ni bạc ngàn thu nhớ cầu âm thủy huyền ngọn mà không gốc cơ đồ vững sao ơn tổ tiên đời đời hướng khói họ nguyện ta là dòng dõi châm oanh ngày nay nước tiếng thơm danh ơn ai vun sới cho cành nở đức sáng rọi sơn ni hà cầm tú mà đức sáng vùng vũ trụ bao la nhớ nguồn sáng rọi lòng ta ơn dòng sữa mẹ công cha thuyền cập bến nhờ tay người lại ơn mở đường
dân nghi lối từ xưa nhớ ơn bành tổ cao dày. Nhờ ơn có tổ mà như cây có cành, tuy không được trường sinh vĩnh tuế cũng là mở đường cho thế hệ mãi sau trăm năm một cuộc thế giới. Thank you.
Thầy cha đến chủ tạm thế ta quên ta trăm năm một cuộc bể dâu tóc nghi xanh rồi cũng bạc màu không xa chim không tổ như nhà không mái tựa xa đường một mì trốn từng phen hỏi rằng người ở cung tiên hay về thoại phủ chơi miền xa căn cõi u minh nhi hàn lâm xứ sở dọc trần hoang ni cỡ mộ tú thương u buồn liễu cách dương quan tấu tiên giọt nước mưa sương lạnh lùng sầu muôn đời mưa rừng xa thảo tường quà rừng mà ứng đào rước lên này trời tây trúc tòa sen rừng xin trắng sáng về biển dương gian sư cũng như Tây Quỳnh và Tây Quế tứ trụ hầu dân dân thôn bản hạ con hương con bán đền Sòng Sơn thì hôm nay nhất niên nhất lễ kêu cầu bản đền đây tu thiết kiến tạo làm sở cầu vua Sòng Sơn thầy trò đệ tử chúng con từ Thái Bình cũng có duyên với thánh mẫu cũng cùng bốn phủ thì hôm nay là loan giá cùng hành trước đệ tử chúng con lễ Phật lễ Thánh Mẫu sau này lễ Đại Đức Chư Tăng quý đồng đều này quý mạnh thường quân cũng như pháp văn pháp sư anh những người đóng góp công góp của để tu tạng kiến tạo làm sở để cho đệ tử chúng con loan giá hầu thánh trong khi hầu thánh cũng không tránh khỏi sự sai sót cứ mong Đại Đức Chư Tôn quý đồng bề đồng kêu thì cũng hoan hỷ đại giả cho A Di Đà Phật. Vân cát
dân đoàn thanh hóa hồi đi 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 cùng thịnh thời mong định tiên tích xưa sinh thành nghĩ trong đền sông sơn nhạc sắc hát gần nhà hình dung nga nhạc sắc nga hát gần nhà đã thành đôi một hòa thơm quẹt cười sẽ loạn thanh ra vương đấu đệ ca cùng quý mời vương đấu đệ ca ngọc hồ thần nữ bóng đệ thủy cung sớm kết loạn phòng kinh xuyên sớm kết nê loạn phòng thảo mai tiểu tiếp nê ra lòng với những chân nhang thật thời dung thiên thượng đề tự kiên hành hiện tại kim đô phong khoảnh khắc cần đồng đông biên mãn thật phương tích nhận ra dù biến lạc tiêu đại trương nam mô nhan cung lạc bồ tát ma đáp nam mô nhan cung lạc bồ tát ma đáp nam mô nhan cung lạc bồ tát ma đáp dòng nhan hai quang thật cờ diệu quang minh siêu tử dung ngắc tích đăng cung giảng hiện tượng hòa thân thật thánh chúa tiên trung đường sơ loạn thanh hóa hồi cung truyền ban na đức ông trần triều có lệnh truyền ban na các quan thủy bộ cũng là chữ dinh đã phạm nam thành quân ô minh nga đã phạm nam thành nhì đánh đông đẹp bắc nga tung hoành nhì mọi nơi Thank you.
Thần đề biết tay đi ra, thần đề biết tay thương đến đâu cháu tử, kiếm dậy nhận ra cứu cho cô đó hồi hoa. Đêm hết ta quỷ, hát nhát nhiều vì ông mấy nghe xin đi về. Có lần truyền ra các quan quỷ bộ cùng là sư tinh nhô bình đao bằng nam thành. Đôi má tôi rình hết không, đôi má tôi rình cố lên khăn ấm, xin linh đã ai đổ đập hậu. Chân đi hăn lửa cháu cầu rồi, được việc sáng yêu hoa tay ấm cứu ra tay dấu mặt thù người cứu độ của thân. Đôi má tôi rình hết không, đôi má tôi rình cố lên khăn ấm, linh đã mai hồ bạch thảo, chân đi than lửa cháu dầu sôi, hồn sản tiêu ma tây ất phước, ra uy dấu mắt hồ phù thần, cứu độ quân dân. Đôi má tu hình cố lên khăn ấn, xin linh giá ai vô đông thảo, chân đi hăng lửa cháo dầu sôi, còn hướng dẫn tiêu ma. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tin tìm đường dâm nhan tập cờ dường quang minh chiếu tử trung văn hoa sớ dâng lên tương lai văn sớ dâng lên ông về tú đôi trên biển rõ ràng về cho tôi chưa trường sinh chứng phú chứ quý khang nên bị bỏ dùng phê cho dũng mãnh đối đường có tài về có nồng thế mà phúc ông cho như mưa đổ xuống nhỉ, nồng ông cho như nước dâng lên chiêm nghiệm cửa đầu tiền sòng đây nhỉ, thì tam đa cách thánh không thiếu cái chi ha. Ngoài công minh chính chủ nga xa từ bờ nhắc trông xa chưa để tờ hoi buồn của suốt đa lực lượng anh hằng
ơi đi câu cộng lâm đầu tâm đông thì mời cô mẹ ông nghỉ ra lòng anh kính nhà nhà dòng bộ chiến thịt chúa bà về ưng ngã thiên thì lũ nhà thuyền chúa bà ai về Thank you.
đi tới đâu có đón chờ xuống về bách tiểu giống như chiều ngà ca tay với về bạc sừng vàng đem cho trăm họ giàu sang đi đời đời chúa đem cho trăm họ đời đời Thank you.
mình lại thêm tinh tú đoan trang thấy là vốn sinh ra hình dung khi nhan sắc ra tựa là chọn để cho môi son nát ý à. Thank you.
sóng thu chiều dặn Thank you.
một tuần nhang tấu về thoại phủ các ban các hòa thiên đình dồn nê diễn nhà tấu về thoại phủ đưa ra đồng tiền không giàu lòng người trong thoại cung văn sớ dâng lên ngược làng văn sớ dâng lên quan quyền tô đôi như trên biển gió giảm về trò đôi chú chủ sinh Thank you.
quỳ bên đền xuống ta vui chơi sang miền con anh mọi tôi dọc tuần tuần anh thả tôi đi về. Thank you.
cầm bàn sắc tư dân
nhớ người tháng sinh ngàn năm mi còn ghi nhớ người anh hùng tài trên bát ngát lòng châu hổ phung dưới tám đầu cúc lần dần phung múa đôi bên quan tuần sắc giang ngước lên sập cộng đồng ngày và các quân binh quyền tài cai quả yên bình nhà trời người đồng giới mình quyền bằng quý nước quý trời thủy vì khí đoan trà nghe quan còn nâng hiền hách hay đang ra tay tế độ nhận tam phong được nhớ thương đồng bàn phép giúp dân trừ ta khắp gần xa khắp gần xa đâu đâu điều buồn ai có đồng cửa phúc hà xa dù ai vẫn thả chưa qua kêu ngoan đẹp cũng quách đàn cùng thành công bông nghề nước nhường bông lại vì núi mang trong ba mái bàn loan tiền ngọc xuống đầy tài dương ta có phép mình phép quan ứng huyệt đổ cây tóc nhà bốn phương đều đổi ơn quan lớn là ai nói lòng được nghỉ xa từ đi châu thôi qua lại tiếp đi cởi tướng bạch hồ về châu thượng thiên đôi lệnh cứu dục cứu trợ sinh nhân ai mà cầu nhân đắc nhân cầu phúc đắc phúc bản thân điều hòa được phú quý sản giàu bốn nguyện mạnh khỏe sống lâu nhờ ơn quảng lớn phúc lâu giàu về nếu bạn chung tình thỏa lòng trang sĩ tài danh thì quyền châu thôi lại trở ra đi cưới tướng bạch hồng về châu thường tiên thánh tiếp ngàn dòng về trời nguyên xưa trầu kiểu nay xa anh linh xuất hiện như chiều cô nhang xa nhiệt pháp rơi vong quân sư phật hài hòa tận xa bắt tùy giữ kết tượng vân thanh nghĩ đinh nhân sư phật hiện tam thân nam mô phật cái đồ bát ma tát nam mô phật cái đồ bát ma chỉ là ai lên cầm mỏ chỉ là trông về nước biển ta ra mắc lì bao xa có ai đi mắc lì bao xa nhớ đi chim bao nghe ta ơi ta ơi để thơ
tình trường ngang đeo giấy thời chốc hóa trở về thời chỉ dần nghỉ ta học nó để đâu chỉ mà ngoài khi viết ở bên
dâng dâng má trên sườn đi sông đưa thềm đá dâng 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 trên sườn đi sông đưa I know.
tầm chiều. Trước cầu mây nắng chiếu đông đèo, chân đi anh sao bị kiều tình tươi. Con rào ngoài tươi ngóng bên mình nhà. Thank you.
Thank you.
phương xem xa ô lòng. Cô nâng bình ngọc mấy bà tiên, dâng ông xem tế hà. Hiền thương nhìn bàn đi xa ô lòng nữa, yên ngã thừa kim bàn này. Mẫu ước cùng xa lắm tình, khi thừa nhạc con hoàng hiến đã vui lề. Này cha hồng hào ba chết, các cô kim nghi bờ tình yêu đi vì được.
trên cung trăng ai hẹn ní giờ bao giờ vì đường hoàng đi chậm linh linh nhí tình nhì cơ tình ơ hoang mang gặp cây bắt đầu cuộc đời
sang nghe chim hót kéo con tình mời cô tám đổi trẻ Hà Nội cặp bóng trong dòng người xưa một chiếc lá phượng trong dòng quản vai cứu lý nhà người trong lòng nghề Đúng là cô chính
cô ở sông Sơn, cô giáng dần dần chiêm nghiệm bên sông Đinh Từ đây ô, thế mà cô thông mê rẽ rõ giá ngự đầu nhân ô, thế mà nhất thứ bàn khen cho đồng đền nhỉ, thế mà các đồng đền thủ nhang vân nay tập tác phúc trợ duyên con đông con nhang thì bạt ngàn đệ tử ô, thế mà sáng con mắt mà chặt đầu gối phụng sự tiên cung tiên thánh ô, thế mà cứ nhất tâm tưởng vạn tâm thành kính với ghế cô ô, thế mà Nộc Sơn Lâm Sơn Trang cô nát đường không hết ô, thế mà trong đền thì phải sạch cỏ ôm, trong đền phải sáng đèn sáng tỏ ô, ngoài ngõ phải sạch cỏ đỏ nhang ô, 30 mùng 1 14 hôm rằm đèn trên chay dưới mặn kiến lễ đủ ô, thế mà thời thời một phúc thời nay tai thời tống ô, thế mà năm sung thì cô tấu thượng thiên để giải sung ô, thế mà tháng hạn cô tấu nhân gian để dài hạn ô, âm dương mà thuận thời thì cái gì cô cũng có ôm. Tân hồ cần mì vọng ngã quyền đi hoa xuân đi bên đàn sợ lòng cô cũng nghĩ đầy vui.
Chúa trời thì cũng thương.
ăn đi vào cho đỏ, ăn đi vào cho đỏ, mỗi mình bôi ta miếng dầu. Dùng ngựa ta không nghe biết cậu bé hàng ngày, dùng ngựa hoa sân, mồ tôi nhỏ hồng, cướp đi đồng cầu phải theo. Về kinh và người cùng bắt nước quê giàu lòng người cần bắt nước quê giàu thì mời bà cô tổ thì mời bà cô tổ ông nguyên gia về trên đường cánh đường nhớ ngõ tổ lô đang xa hiền tham quê ngóng vân chư lập hài hồi đất cao đất kỳ những tên đường dân thành lý hương dân chân phật tiền toàn tâm nam mô phật ngay cụ lát ma lát ra bắt nước cười trầu lòng anh tâm bắt nước cười trầu thịt mời cô bé rơi mộng vân chư Phật hài hồi tận sao thắt tùy xứ kết đường vân hành nghi tương vân chư Phật hiện toàn thân nam mô vân cái bồ tát ta ta nam mô vân cái bồ tát ta 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 thành ra con cháu có lòng thành tâm con cháu có lòng thì mời cầu khe thành ra cố nhan xa nhiệt nam rơi mộng vân chư Phật hài hồi tận sao thắt tùy xứ kết đường vân hành nghi tương vân chư Phật hiện toàn thân mơ ngân cán bộ đã ba đã thành ra hồi âm thường thường. Kiến tạ đàn tràng khai quang an vị cũng như lễ tạ tất niên cho các quan nhang đệ tử, thì đệ tử chúng con cũng có nhân duyên, cũng có bản đề đến có cơ trầu bát nước ấm chè ra tận chốn Thái Bình để trước là lễ Phật lễ tổ, sau là kiền thỉnh thầy trò chúng con vào đây phụng minh thánh giá cũng như kỳ nguyện quốc thái dân an, nhân dân an lạc, cũng như kỳ nguyện cho các thầy bản tự đại đức chư tăng ni được hưởng thân cung tráng kiện mệnh vị duyên trường đồng đền đền điện điện thì đông con nhang vạn ngàn đệ tử cũng như hương tử nhang tử bán tử thì đi có tài về có nộp được trong những ngôi đình để chúng con đi hồi thánh này không tránh khỏi được mạo phạm, thì trên ơn thánh mẫu hộ trì đại đức chư tăng ni cho con xin sám hối chủ nhang gần về thần điện có gì không phải thì bỏ quá dân tôn bản hàng đại lượng a di đà phật ạ. Nương xanh ngắt núi đồi hùng vĩ, đền Đông Cuông tú khí trung linh. Sông thao thác đổ trướng hình, Đông Cuông cổ tích hữu tình danh lam. Tiên cô bé trên ngàn lừng lẫy đất Đông Cuông đã dậy thân oai sang in mặt nước thành